Không hổ danh là thánh lầy của showbiz Việt, Diệu Nhi vừa có một màn lì xì đầu năm khiến dân mạng cười ra nước mắt. Cụ thể, trong ngày đầu tiên trở lại công việc sau kỳ nghỉ Tết, Diệu Nhi đã có màn chúc Tết và bốc lì xì cực lầy lội với các đồng nghiệp tại sân khấu Thế Giới Trẻ. Bà xã Anh Tú chuẩn bị sẵn bao lì xì, cho biết trong đó cô đã trộn nhiều mệnh giá khác nhau và sẽ bốc đại để lì xì từng người. Tuy nhiên, kết quả là tất cả các diễn viên trong sân khấu đều nhận được 1.000 đồng giống như nhau. Ai nấy đều hoang mang, ngỡ ngàng khi nhận được tiền lì xì từ Diệu Nhi. Đoạn video lì xì này đã nhanh chóng trở nên cực viral trên các trang mạng xã hội. Cộng đồng mạng cũng đồng loạt xin thua trước sự lầy lội của Diệu Nhi. Chị bốc đại nha, trong đây là chị trộn tìm lưng hết đó. Rồi, chúc em vui vẻ, mình mới bốc đại đó. Nha. Là chị lì xì em. Tôi hòa thêm mà những vai điện ảnh là hay hơn. Và em chúc là hay lắm. Lâm lâm lâm.